Tôi là Hoàng Nghĩa, sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tôi có hứng thú với các con số và sở hữu bộ óc phi thường về logic không gian. Năm 7 tuổi, bố đã giúp tôi khai phá và chinh phục những con số Sudoku. Tôi sẽ luôn tỉnh táo và chiến đấu hết mình trong trận chiến lịch sử này. Tôi là Minh Tiến. Tôi có hơn 9 năm kinh nghiệm phá giải các số Sudoku. Tôi biết đến Sudoku qua các trang báo, tạp chí. Tôi lao vào chơi và chưa từng bỏ sót một ô số nào. Tôi đến đây để khiêu chiến với các đối thủ. Cái chính là để nói cho mọi người biết, với Sudoku, tôi luôn là số 1. Tôi, Thế Vi, là tuyển thủ Sudoku đại diện cho miền Nam. Với tôi, Sudoku là một bộ môn trí tuệ chứ không phải là một trò chơi bình thường. Tôi đang tìm một đối thủ để thách đấu. Ngày hôm nay, ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này? Tôi sẽ đưa ra câu trả lời. Thưa quý vị, đây là một trò chơi về toán học. Họ cho một cái ô vuông bao gồm là 9 cái hàng dọc và 9 cái hàng ngang. Và trong cái ô vuông đó, người ta lại chia ra thành 9 cái ô vuông nhỏ. Và trong mỗi một ô vuông nhỏ đó cũng lại có 9 cái ô vuông nhỏ nữa. Cái nhiệm vụ của mình là gì? Mình phải điền vào các ô số đó làm sao mà nguyên một dãy hàng ngang nó phải có từ 1 đến 9. Rồi do cái hàng dọc cũng phải có từ 1 đến 9. Và bất kỳ trong một cái ô vuông nhỏ nào nó cũng có từ 1 đến 9. Đặc biệt quan trọng là không hàng nào được trùng lắp hàng nào về các con số cả. Hãy gặp gỡ 3 ứng viên sẽ tham gia thi đấu ngày hôm nay, đại diện cho Kiên Giang, Hải Phòng và Thái Nguyên. Thưa quý vị, Minh Tiến, Hoàng Nghĩa và Thúy Vi, chúng ta giới thiệu một tí về mình đi nào. Xin chào chú Đăng Thành, bác Sâm, chú Nam, chú Huy và chị Tóc Tiên cùng khán giả trong trường quay. Con tên là Trần Nguyễn Thúy Vi, năm nay 18 tuổi và đến từ Kiên Giang. Con biết đến Sudoku nhờ các trang báo và con đến đây để chứng minh rằng Sudoku không phải là một trò chơi bình thường mà nó là một lĩnh vực của trí tuệ. Yes. Mời em. Vâng, em chào anh Trần Thành ạ, em chào tất cả giám khảo và tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Hoàng Nghĩa, năm nay 20 tuổi và đến từ Hải Phòng ạ. Em bắt đầu tiếp xúc với Sudoku từ năm 7 tuổi ạ. Tất cả các phương pháp và cách thức giải Sudoku thì em đều tự tìm hiểu và tự mày mò phân tích ạ. Và chỉ cho đến khi em tham gia với Siêu Trí Tuệ Việt Nam thì em mới bắt đầu luyện tập với Sudoku tốc độ trong khoảng 2 tháng trở lại đây ạ. Và em đến với chương trình ngày hôm nay để em muốn chứng minh rằng em là ai ạ. Yes. Em là Phan Minh Tiến, đến từ Thái Nguyên, năm nay 22 tuổi, hiện đang làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn CVS Việt Nam Center. Đồng thời thì hiện tại em đang là trưởng cộng đồng Sudoku tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì em đến đây để khẳng định bản thân mình về tốc độ cũng như là khả năng tư duy trong việc giải Sudoku. Và em hy vọng là sau khi kết thúc giải đấu này thì em sẽ có cơ hội để tham dự vào các giải đấu quốc tế. Và tôi là Trấn Thành, tôi tiếp xúc với Son Goku từ năm lớp 6. Và tôi đến đây để khẳng định với quý vị, Son Goku không phải là một bộ môn toán học mà là cuốn truyện tranh mà hầu hết trẻ em Việt Nam yêu thích, còn được gọi là 7 viên ngọc rồng. Và hôm nay tôi sẽ gạt bỏ kiến thức về Son Goku của tôi để theo dõi các bạn đấu Sudoku. Cho anh hỏi là em chơi được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bắt đầu chơi là khoảng 2 năm gần đây. Thành tích cao nhất của em là gì? Em chưa thi đấu một giải nào nhưng mà em tự tin là em sẽ có một thời gian ngắn để giải một bài toán Sudoku. Cho anh hỏi là từ trước giờ em có đối thủ nào chưa? Dạ, chưa. Thấy ghét không? Cái thứ nhất là con gái, cái thứ hai là mới chơi, tuổi là nhỏ hơn các anh, kinh nghiệm các anh thì dày dặn hơn. Không biết là các anh có chấp em nó cái gì đó nhỏ nhỏ tí gọi là không? Em nghĩ là đã lên sân khấu này thì chơi hết mình, không nhường ạ. Vui quá. Tập tiếp theo sẽ là những thử thách với độ khó vượt giới hạn bình thường của những khối óc dị biệt tuyên chiến với phi thường. Đây sẽ là lần đầu tiên mà trên sân khấu của Siêu Trí Tuệ Việt Nam, thử thách sẽ dành cho 3 thí sinh cùng một lúc.
bạn có thể tìm được chính xác tọa độ bất kỳ từ 2319 bức ảnh được chụp từ vệ tinh xuống Việt Nam. Thôi, cực thở ngay. Bạn chỉ được nhìn 10 giây cho một ô và chỉ được nhìn một lần 600 chữ số. Cái xác suất sai của em là bao nhiêu? Đa phần là em tìm đúng chứ không có sai. Đã lên sân khấu này thì chơi hết mình. Ngay trên sân khấu của Siêu Trí Tuệ Việt Nam, các bạn sẽ phải thi đấu trực tiếp để là ứng viên đầu tiên và duy nhất đại diện cho Việt Nam thi đấu quốc tế. Tôi nói đây không phải đúng số hay không đúng số. Cái chúng tôi nói đây là thái độ, là tính quyết đoán. Trước mặt Huawei là một cái nguồn dữ liệu sống rất là lớn, cần được bảo tồn và phát triển trong tương lai. Cháu hoàn toàn có quyền có mặt trong biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa thứ 2 này. Cùng đón xem tập tiếp theo của Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Ramastic thấy bạn nhẩm ra kết quả thì bạn có phần nào đó lăn tăn, không biết là do áp lực hay là có sự nhầm lẫn trong tính toán. Mất rất là nhiều thời gian của cái phép 9x9 chữ số. Khi mà mình tính quá nửa chặng đường rồi, đến chữ số thứ 10 trên tổng số 18 chữ số kết quả, mình bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ, sai, không chân chừ. Thì mình đã gạch đi và mình làm lại cái phép tính này. Thời gian của bạn là 6 phút 23 giây. Thời gian này có đúng với gì em mong muốn không? Dạ không ạ. Tại em nhận ra em bị gãy mất một chỗ thì em gạch đi em làm lại. Ở nhà thì mình làm trong khoảng bao lâu? Dưới 2 phút ạ. Wow. Trong quá trình ghi nhớ đợi số 30, mình có một cái nhầm lẫn. Đó là mình nhìn nhầm màu đỏ và màu cam. Bây giờ là trên ánh đèn sân khấu á, thì tác động đến cái việc quan sát của mình. Mì bao miền tôm tiêu cây lấy như cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Mình kết hợp hai phương pháp, một là hình ảnh hóa, hai là phương pháp logic. Thì khi mà phương pháp hình ảnh hóa nó bị mờ đi thì mình sẽ sử dụng một phương pháp logic để có thể truy xuất lại được. Cái cách thức bạn ấy giải đề rất là điềm tĩnh, không phải là giống như là bạn ấy đang trả bài nữa, giống như là bạn ấy là người ra đề luôn. Thanh Liêm đang cố gắng truy xuất thông tin sau khoảng thời gian dài để ghi nhớ. Hy vọng bằng sự điềm tĩnh trên gương mặt, Thanh Liêm sẽ không mắc phải sai lầm nào trong thử thách lần này. Ramastic đã đưa ra những cái con số mà rất dễ nhầm lẫn ở trong những cái thùng mì mà số lượng gói mì nó chỉ rất là ít thôi. Thì anh ấy phân chia ra cứ 2, 2, 3, 3 nó cứ trùng lặp với nhau để có thể dễ dàng tạo nên một cái sự lẫn lộn. Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần.